Chị ơi, chị nghĩ gì về chị nghĩ họ cũng là con người, em cũng là anh em, bạn bè, người thân của chúng ta, và họ có quyền được yêu thương và làm những điều họ thích. Giờ họ thích yêu ai, yêu trai yêu gái, đó là chuyện của người ta, đúng không? Mình đâu có giúp cái cuộc sống của họ tốt lên được thì thôi, bớt chì xéo họ đi đó. Ví dụ như là nếu mà chúng ta động viên họ được thì đó, một cái make up để ủng hộ cho LGBT nha mọi người. Bây giờ hả, thế giới đã có rất nhiều nước dần dần công nhận LGBT rồi. Như hôm bữa anh coi tin tức á, có Switzerland hay Sweden á, Thụy Sĩ hay Thụy Điển gì đó là đã bắt đầu cho chấp nhận cái hôn nhân đồng giới rồi. Cho nên là đó, mọi người cứ yên tâm đi, thế giới càng phát triển lên thì hả, những cái chuyện đó cũng rất là bình thường nha. LGBT vẫn có quyền được yêu thương như mọi người, được làm đẹp như mọi người, đặc biệt LGBT làm gì cũng giỏi hơn, đa phần là giỏi hơn người bình thường nha. Ví dụ như thiết kế cũng giỏi hơn nha, make up cũng giỏi hơn nha, làm gì cũng thông minh hơn nha, giỏi hơn nha. Ví dụ như cái bà dẫn chương trình gì mà tóc ngắn, quên mất tiêu rồi, gì The Ellen gì đó, Ellen đó đó, LGBT giỏi quá, thành công quá mọi người đó, thì có sao đâu, đâu cuộc sống của người ta đâu có ảnh hưởng gì tới cuộc sống của mình đâu, cho nên là mình cũng nên tôn trọng họ nữa, đúng không? Đó, cho nên là hy vọng là những cái bạn nào LGBT ngoài đó và cũng đang bị cảm thấy là chưa bị mọi người gièm pha nhiều quá về cái giới tính của mình, về cái cuộc sống của mình, thì thôi cứ hãy tự tin lên đi nha, chị ủng hộ nha. Chị ủng hộ, cho nên là chị dành đó hả, mấy cấp ngày hôm nay để ủng hộ nha. Lâu lắm á mấy em, lâu lắm á, nói không nói được luôn, sợ nó trôi quá chữ LGBT không có ủng hộ được á, có là